Chào các bạn, mình là Kuro MC đây. Và ở tập trước á, thì mình gọi là có đánh bại được ông Tiến rồi. Nhưng tập này thì mình cần phải mạnh hơn một chút nữa. Và thật sự mình sẽ đi bắt con Mew mọi người. Và con Mew này sẽ giúp mình triệu hồi ra cái con Mewtwo á. Và sau đó thì sau khi bắt được con Mew này thì mình sẽ triệu hồi ra con Mewtwo bằng cái gọi là chế tạo ra một cái gì ta? Một cái máy chế tạo ra mọi người, một cái máy để mà triệu hồi ra con Mewtwo ấy. Thì nếu như mọi người muốn biết diễn biến như thế nào á thì mọi người nhớ coi hết video này nha. Giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha. À, đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha mọi người. Rồi cái tọa độ 5800 trừ 1300 hả? Từ 5800 Từ 5800 1300. 1300. U xa thế, đi mấy ngàn block. Ôi giời ơi. Phải đi thôi mọi người, vì mình tương lai ngày mai bắt con chiêu. Thế con đeo qua da tôi đâu? Thế con đeo qua da tôi Cháu đâu? Tôi không thấy nó vậy. ở đâu ra à? Ôi kilo tí bẻo rồi. Hai thật sự. Cái xíu à. Đâu buồn cười thật sự luôn. Bắt luôn. Chiến luôn. Ui đây rồi, đây rồi. Đây rồi, con đeo qua da rồi. Ở đây qua da luôn à? Chiến quá vậy. Trời. Ý da. Bắt chưa, bắt chưa. Không vô à? Còn 6% Rồi đi. Heavy Vô ball. đi. Con Đi rồng à. này, con rồng này nhẹ hay nặng ta? Con rồng đó không biết nữa không. Nhưng mà dùng Ultra Ball. Tôi dùng Heavy ball bắt nó nè. Ây da. Cái này chơi chiêu gì mà khó chịu quá vậy trời. Ây Ê, da. được Bay rồi, màu được luôn. rồi nè. Ôi. Ghê dạ, ghê dạ. Heavy Trời ơi, one shot luôn. Trời ơi, cuối cùng. Hồi nãy mình hồi máu nè mọi người. Heavy Thế là tôi đã có con Rayquaza rồi. Cái cấp thôi, sao giờ nữa. Ui, xin xin Ball. xin Ultra xin. Ball. Vô đi, vô đi, vô đi. Còn cái kính nào không ta? Trời ơi, không vô luôn. Dust Ball tiếp. Cái laptop của tôi đây Vô rồi. không, vô không. Con chim băng thì mình bỏ qua một bên đó Hay mọi da. người. Đúng là huyền thoại thiệt nhưng mà cái level thấp quá. Hammer Ball. Bỏ con Enseal ra. Ui, cuối cùng đó con Rayquaza rồi. Ây da. Mạnh quá Oh. vậy ba. Ray qua Ultra da. Ball. Ui, con ray qua da. Đây ra buổi sáng đây. Không Ui phải ông đang ở khu rừng không? cái khu ông đưa tôi đến đâu phải khu rừng đâu. Đến khu rừng mà. Cậu thấy rừng đâu Ông đến đâu vậy? không? Thì 5.800 âm 1.300 đây. Âm 5.000 mà. Âm 5.000 hả? Ông 5.800 mà tôi đọc ông 5.800 Trời ơi, thế tôi đến nhầm đàng chỗ rồi. Mà không sao, đến nhầm chỗ bắt được con Rayquaza. hoàng. Ok. Đến âm 5.800 đúng không? Âm 5.800. 5.800 trừ 1.300 hả? Ý 1.300 hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ây da, không nói sớm. Nhưng hôm sau không bắt được con Rayquaza là vui lắm rồi. Để hồi máu cho nó cái đã. Tôi chỉ còn bó tôi được cái đá mega để cái kẹo nè. Cái ngon tí về nhà đánh nhau rồi nhìn cá cược kẹo tiếp đi. Ok luôn, được luôn. Sợ dông. Biết địa điểm của tôi bắt Mewtwo rồi. Mew đúng không? Nó Ừ, đúng rồi. bay được không? Nó bay được không? Phải bay được. Tôi đang vừa chắc spam nó ra cái này nè. Nó ra Mew 100% nè. À, Trời vậy ơi. là khu rừng này đúng rồi đó. 2 phút thôi là tôi sẽ bắt được con Mew rồi, đứng ở đợi thôi. Ultra Hiện rồi, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Ở đâu vậy ta? Ball. Hitbox của này là cái gì ta? AB. Ủa con Mew nhỏ xíu sao tìm ta? Nó ở dưới đúng không? Bay vòng coi. Rồi đâu ở dưới. Hitbox mà không thấy luôn. Cái xung quanh mình thôi. Ôi không thấy ông ơi, khó lắm. Cái rừng này mà tìm con Mew nhỏ xíu đó thì tới sáng mai à. Ôi con này quăng bôn mà không dính thì sao trời. Khó lắm. Ở đây rồi, dính rồi. Trời ơi. Kìa. Không muốn quấn nhau mà cứ quấn nhau hoài. Bực mình ghê luôn á. Phải tìm con Mew Châu coi nào. Con Mew chứ. Không biết nó ở đâu luôn ông ơi. Giữa khu rừng rộng lớn này thì tìm đâu. Ban Không dòng biết mà luôn. khó thấy lắm. Ở đây đây đây, con màu hồng hồng mà phải không?
Nó tên Miu á, ông coi thử tên nó gì. Đây 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 đây. Con này bắt. Con này nó mạnh lắm ta. Bao nhiêu máu vậy? Ui, con này trâu á. Dùng mà con siêu quá. Chukun muốn coi. Chukun muốn hết chết không ta? Chết đó. Nó yếu lắm á. Lắc rồi. Lắc cái gì tao đang bắt nó đây nè, lắc. Lắc cái gì mà lắc? Ui, kêu ra nó tiêu rồi. Thì một cái nữa nó chết đấy. Ồ. Tao sẽ dùng môn để bắt nó. Kêu ra nó đâu mất tiêu rồi. Ở gà. Mới thấy ở đây mà. Không tìm đi, tìm kỹ vô. Ờ kìa, mới ý là tôi mới vừa quăng quả bon cho nó mất tiêu rồi. Nó vô trời đó. Trời ơi. Nó đi luôn rồi ông ơi, đi đâu rồi? Nó chết hả? Trời ơi, despawn. Despawn hay sao á? Ừ. Ông đứng gần nó sẽ despawn được. Nó đứng trước mặt nó, tôi quăng quả bon xong nó mất tiêu luôn. Trời ơi. Ảo vậy. Chịu luôn. Ảo nha, hay ảo nha. Hay ảo này nha. Con Miu này tôi không cần dùng đến Master Ball nhờ. Tại vì nó hồi máu rồi. Miu nó yếu lắm. Không sao. Ui. Con Trần quýnh nó chết á, tôi sợ nó chết quá à. Vô đi con. Cố lên ông ơi. Vô đi Miu ơi. Ui. Ui, được này. Trời ơi, thần tài bắt Pokemon này rồi. Thiên tài đấy rồi. Lại không phải là trời thiên ơi. Tài đi. Như tôi bỏ quá mấy cái kính nạn. Tôi bỏ mấy cái kính này ở nhà hay sao á. Kính Black ra là Glass nè. Thế là đã có con Miu rồi. Cầm ra test thử luôn rồi chứ tôi sao. Phải đi. Đi về làm thêm bone luôn ơi. Hết bone luôn. Con kêu ram này khó chịu quá. Ui, con này không cưỡi được à? Hey. Tưởng cưỡi được. Tôi đang test thử con Miu ông ơi. Cũng được hết đấy. Thằng này không vô nữa. À, tôi hiểu sao rồi. Vô không? Ôi giời. Con này hơi bị bướng rồi nha. Mày. Ê. Con này bướng này. Cái hệ bướng này được nó à. Ây da. Ơ, con này là con gì vậy? Robot à? Ừ. Quýnh hơi đam hết trơn. Ok, cũng được. Không có đam thì hồi máu rồi. Con Miu là hồi máu ghê nha, tăng cơ được á. Con Miu đó bao nhiêu máu không? 230, bao nhiêu 200, rồi chứ nhầm? 70, 70, 234 máu mà 70 hồi, à? Nó có thể hồi máu liên tục luôn á. À, nó có chiêu hồi máu á. Ừ, gì vậy? Đỉnh lắm. Ui, tự nhiên xung quanh tôi mọi thứ đều trắng bóc hết rồi. Nhờn nè. Không có gì được là đối thủ của tôi hết, ông hiểu không? Hệ bay là dùng lá quýnh thôi. Mà dùng lá quýnh không đau nữa. Có nhiều bạn kêu dùng hệ lá quýnh con lê qua da mà không được. Khó mọi người, con lê qua trong lắm. Đây mình để đến ông tiền tiếng này mọi người. Chết cha hết thức ăn rồi. Trong đây còn đầy thức ăn. Không sao, không sao. Tính ra mình chưa về nhà nữa. Muốn đánh được lê qua da thì phải có hệ băng. Vậy hả? Tôi có con hệ băng làm gì? Con Suku đánh hay? One hit ông luôn nè. Đâu tạm tí nữa ta. À có nhiều bạn kêu mình bắt cái con ở đây nè mọi người. Cái con cái Yuri mình đúng không? Con này đúng không? Con tí mình bắt nè. Bắt được không? Bắt được rồi bắt cho. Quá trời bone này. Không bắt được không ăn tiền. Ghê vậy. Ghê. Đây là tôi ném Master Ball. Tôi ném Master Ball cho vô người đó nha. Ném đi. Ném được không? Không, ông dừng lại đây tôi ném vô. Ừ. À là đi chơi cúp con khác cho đối thủ đúng không? Đúng vậy. Con này mà trời mọi người ơi. Nói con này mọi người nói hả? Hệ băng hả? Nó là hệ rồng. Tính ra cũng xịn hết á. Mình thì mình bắt được hai con mọi người, con Rayquaza với con Miu. Sắp tới mình tập sau chắc chắn mình sẽ triệu hồi ra cái con Mewtwo á mọi người, bắt nó. Heavy Ball. Ừ, con Heavy Ball nó con này nặng mà, con này cũng không không nặng lắm. Tôi bắt con Rayquaza bằng Heavy Ball không? Ảo không? Nè. Ồ. Xịn liên. Ây da, đâu quá vậy má. Đâu quá vậy má. Mấy con này tôi bắt bắt một mà, ông biết bắt rồi.
Hôm nay là ngày xui của ông rồi. Trời ơi. Muốn Ojemon, bác Ojemon nãy giờ, Heavy Ball, Dust Ball, thùng Lâm Ball đó. Không chịu vô, nó còn 3% máu thôi đó không? Nó còn 3% máu thôi đó mà nó không chịu vô nãy giờ. Ui, con boss mạnh nhất nè, này... con boss này trâu nhất nè ông. Ui. Cái này nó không biết đâu, phải là con ngừ nữa không? Ý, 100 level mấy luôn. Ây cha. Fastball này lâu rồi, nãy chứ là fastball nữa. Nó one shot mình luôn mọi người. Ok. Ơ, à, tôi bị đứng luôn rồi. Đứng đợi tiếp, ảo thật. Đừng như thế, đừng làm như vậy chứ. Bên kia thì ông tin đèn bắt cái con kia. Chứ bắt xong nữa. Trời, trời ơi, ông bắt được rồi, ông cứu tôi với. Ông cứu tôi với, tôi bên này nè. Mọi thứ xung quanh tôi đều là không chung rồi, tôi không thấy gì hết ông ơi. Đây, 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 đây. Ờ, tôi phải out game vô lại tôi mới thấy được. Ông cứu tôi với. Hay ông giải thoát tôi. Trời ơi, bật nãy giờ. Bắt thiên thu. Trời ơi. Đúng rồi. Ông bị sao vậy? Tôi bị đứng đây luôn nè. Nó để quay tin đó. Bị đứng. Để tôi thoát game vô lại nha. Trời, ông nói, không thoát sớm là tin làm tôi vô. Ông đâu? Nè, tôi đứng đây nè, tôi đứng chỗ ông boss nè. Đây. Cái gì đây? Ủa? Ủa, từ, tại sao ta? Ủa? À, từ từ, tôi phải bỏ con này ra. Tôi bỏ con này ra cái. Rồi, đây. Đây. Ông mua lại đây, con này có hai dạng. Thấy, ông thấy con này lạ chưa? Ông biết dạng nó hả? Ông thấy, ông là ông thấy này lạ không? Thấy lạ chưa? Nhìn chiến chưa? Ui. Nhìn chiến chưa, chiến chưa? Nhưng mà chiêu thì hơi cùi thôi. Chết rồi, thua rồi. Đây? Thua ông rồi. Quýnh nhau tại đây luôn đi. Chiêu hơi phèn. Quýnh nhau tại đây luôn đi. Chiêu hơi phèn từ. Để tôi coi thử con này thiên về cái gì. Con này là dạng Kyogre kết hợp với Zekrom. Con này thiên về sát thương vật lý. Rồi, để tôi xem con này thử thiên về gì đây. Rồi, thiên về gì đây. Ôi, đây là dạng Kyogre kết hợp với Reshiram. Con này thiên về sát thương phép thuật. Reshiram sát thương phép thuật hai bộ bộ. Hai con này kết hợp được với nhau con được này... à? Đúng rồi. Thế giờ là tôi chắc luôn. Là chơi sát thương phép thuật đi. Giờ mới biết được là những ai. con này có thể gọi là kết hợp được với nhau á. Ảo á mọi người ạ. À. Chắc thua rồi. Tạm thời chơi đội hình này đi. Vô đây với nhau đi. Tí xíu có gì đâu. Với nhau đi. Vô với nhau đây. Ông đâu? Ông đâu? Tôi đây. Đây rồi. Đây. Để tôi xí là tôi xí. Vô. Trời ơi. Cái gì? Mang con đó đây. Tôi mang cái con đó ra thôi. Ảo thịt. Ai quên chưa? Rayquaza đâu với Rayquaza vậy? Ai biết? Sai lầm của ông rồi. Rayquaza của ông sao bằng Rayquaza tôi được? One shot. Ảo nhỉ? Xui cun nè. Ai da? Ai da? Ây ha, xui con của chúng tôi. Học chiêu à? Xui con này thì xui con. Ai nữa? Bạn hết ở đây. Ai nữa? Hết chiêu khắc chế rồng của ông rồi. Trời ơi, ôi. Bay màu. Ui, cái con nó mạnh thế, con này qua giờ ông mạnh thế. Ui, không được, không được. Bay màu. Không được, không được, phải cây cấp lại thôi. Phải bay màu hết. Một con bay màu hết. Nữa. Một con Rayquaza làm nên tất cả Mew rồi. Mew của chúng tôi. Mew. Trời ơi Mew ơi là Mew. Mew ơi là Mew. Ây da, tôi tự đánh mình rồi. Tôi bị rơi vào trạng thái hỗn loạn rồi. Không sao, nhưng mà tôi vẫn có thể quất thắng ông. Trời, một con quỷ nó mạnh vậy. Thôi không sao. Hai kẹo sao, không... Ủa, có cá kẹo đâu mà hai kẹo. Ôi dạ ơi. Ủa, ông nói cá kẹo. Ê, không làm lại à. Không cá kẹo lại à. Cái con mạnh quá. Đợi con đem bây giờ lên bờ cao đã. Để trời đã ơi. Tôi đi cây cấp cái đã. Sợ chưa. Đi cây cấp cái sợ đã. Sợ chưa. Bên đây có cái nhà hồ máu. Ủa, nè. Giờ tập luyện thêm đi. Ảo quá. Còn ngon lắm, Kuro ơi. Cái đây có nhà hồ máu không ta?
biết có mà, qua thử coi. Trời ơi. Cái gạo chua. Đây, tôi đây, tôi đây. Đây đây, tới kill room thôi. Tết mỗi con đầu thôi. Em xếp. Kill room. Boy, nhìn ngầu đó. Dragon Breath. Hay dạ, không. Chết luôn chạy. Con này chắc cũng manh hết chết luôn, ít máu quá. Ui, tính ra cái con Charizard con mạnh hơn nữa hả? Cái con này. Cái con này khó nha. Hừa. Này rồi. Này hừa là đóng băng luôn. Cái gì? Quên hết luôn đi ông. Chẳng ngại gì. Hừa. Ok. Hừa. Rồi, tới tôi. Tới tôi. Nè. Yeah. Hệ đất mà nó quấn thế hệ là hệ bay à? Hệ nước. Úi. Ờ con nó cũng có đóng băng đó hả? Đúng rồi. Nhưng mà con Golden của nó là nhân vật chính, ông hiểu không? Nhân vật chính đây rồi. Đây mới gọi là nhân vật chính nè. Yeah. Con nó one shot luôn, nhân vật chính đây. Úi. Gì đây? Anh giờ không effect được luôn à? Rồi xong. Hai kẹo ông ơi. Nãy con tại nhiên nãy hai con của tôi, con Rayquaza với con Jessian của tôi nó đâu còn đầy máu đâu, còn tí máu. Nhưng mà đầy máu vẫn quan sát được mà, đóng băng quan sát được mà. Không sao được, sao mà được. Hai kẹo đây. Được đâu. Hai kẹo. Thì hai kẹo, nó cứ kẹo làm hai kẹo. Đưa hai kẹo đây. Giờ hai kẹo không? Giờ hai kẹo không? Vô. Giờ hai kẹo không? Vô, bây giờ hai kẹo nha. Vô. Từ đã. Hai kẹo đúng không? Từ gì? Đúng rồi. Từ nha. Rồi vô luôn hai kẹo. Vô. Chiến luôn. Vậy. Chết cha rồi. Bắt phải. Chết cha rồi. Vô luôn. Thôi không chơi nữa, không chơi nữa. À, từ. Vô luôn. Từ để đổi. Từ. Chơi văn hụt trời. Vô. Chấp nhận luôn. Chấp nhận gì chơi luôn chứ sợ gì nữa. Không bằng chết luôn. Ông không quan sát được con này của tôi đâu. Tôi đóng bằng một cái ông chết luôn à. Ơ. Chơi kìa. Chơi mà đổi con kìa. Giỏi thật sự. Người ta chơi ta đổi con được mà. Giỏi, chơi mà đổi con. À, ông đổi nó làm gì vậy? Tôi quan sát chơi à? Tôi quan sát ông á. Ủa? Không kịp quên cái nữa. Sao mà đánh được tôi? Tôi tốc độ nhanh lắm, Yasian là chúa tốc độ. À dạ, lắc rồi. À, ông đổi con à. Đây quá da à. Chơi mà đổi con, chơi không đổi con đi. Chơi đổi con, chơi làm chơi, gì? Chơi tự nhiên. Mình ta chơi đổi con, người ta cũng là chiến thuật. Ông sao á. Ông giết con. Sao cô rồi. Ông giết con trai là già của tôi rồi. Quá buồn. Rồi, à, tôi đang nghiên cứu Diamond Blood. Ôi giời ơi. Đây quay giao chúng tôi. Rodon à. Rodon thì yếu hệ gì đây? Ngon không Rodon đổi. Thì ngon à... không đổi con. Ngon mà không đổi con. Thử ngon không đổi con coi. Đợi xíu. Đổi luôn. Tôi đổi nè. Ok đừng đổi không à. Không đổi luôn. Không đổi. Không yeah. Đổi là chết. Bạn nói vậy. Gì ta? Bạn nói vậy. Ê ha. Rồi xong. Alright. Chết. Ê ha. Không được à. Ý hi đánh trượt kìa. Cái gì vậy? Ây da buồn nha. Hai kẹo rồi. Hai kẹo rồi. Trời ơi. Hai kẹo. Hai không, kẹo. Hai không kẹo ra. Không chơi với ông nữa. Hai kẹo ra. Chơi mà đổi con, chơi mà đổi con, ra. Chơi mà đổi con, không chơi nữa. Ta chơi chiến thuật mà. Thôi, chơi mà đổi con. Chơi mà chơi dạy, chơi mà chơi đi, trời ơi. Đúng chơi không mà đổi con, chán chưa? Chơi mà đổi con ai chơi? Ta chơi chiến thuật mà, ông. Chiến thuật cái gì? Ông cũng đổi ra, sao không đổi, không đổi? Tôi đổi, tôi bị mất trong đổi qua chiêu rồi. Bị mất chiêu rồi. Thì tôi cũng bị mất, tôi hy sinh một chiêu để tôi được đổi. Trời, người ta phải có sự đánh đổi chứ. Ông hai kẹo đây. Không được. Đây hai kẹo nào ông ơi. Không được gì. Ôi có ông boss gì kìa. Hai kẹo nè. Ê, từ. Ok, ông đánh khá tôi ra. Làm gì vậy? Hai kẹo nè, nhìn hai kẹo nè, nhìn nè.
Chứ mà chơi chạy không không được. Không lấy. Nè. Không không phe play. Ok nha. Ok luôn. Cho một kẹo. Kẹo luôn. Ông còn nợ tôi 2 kẹo hay sao á? À. Trong tập trước ông nợ tôi 2 kẹo luôn. Hết rồi, hết rồi. Hết nợ rồi. Ừ. Hết nợ rồi nha. Ừ. Hết nợ rồi. Có hứa hứa gì chưa? Kuro mà. Hết nợ là hết nợ. Giờ tập luyện thêm đi. Do ông thôi. Tôi sao nào? Chơi mà đổi con. Chơi mà đổi con. Người ta chơi chiến thuật của người ta không? Chơi cái đó. Cái đó gọi là chơi chơi không phép play, ông hiểu không? Chơi không phép play chút nào hết. Ta được. Chơi chiến thuật. Được rồi, tiếng tôi đi. Có chiến thuật đồ cái thứ chứ. Tôi sẽ đi cày cấp. Đây đây.